Cùng với các lần điều chỉnh giảm giá xăng liên tiếp, thì giá thực phẩm như rau, thịt tại chợ này cũng đã giảm đáng kể. Theo các tiểu thương, so với cao điểm, mức giá hiện nhiều nhóm hàng đã có sự điều chỉnh 10-30% tùy loại. Việc giá bình ổn vừa giúp người tiêu dùng nhẹ gánh, vừa giúp tiểu thương dễ dàng buôn bán. Trước nó lên tới 10 mấy ngàn, giờ nó xuống được 5-6 ngàn. Bây giờ nó đứng kiểu này cũng được rồi, cho dễ mua, dễ bà khách biết là giá nó xuống như vậy người ta cũng mua, người ta mua nhiều rồi. Thấy giảm nhiều lắm, dạ. Có thể nó giảm tới 1/2 luôn, dạ. Hồi trước mình mua 3 đồng, bây giờ còn có đồng. Nó là như vậy. Ví dụ như là 3 ngàn thì còn có ngàn. Khác với thị trường, mặt bằng giá trong các hệ thống siêu thị thường được giữ bình ổn bởi việc cung cấp đã được lên kế hoạch theo quý, theo năm. Dù vậy, trước diễn biến xăng dầu hạ nhiệt, các doanh nghiệp đã được chia sẻ phần nào gánh nặng về chi phí đầu vào, từ đó có điều kiện để chung tay cùng các siêu thị triển khai thêm các chương trình trợ giá, khuyến mãi, kích cầu tiêu dùng. Hiện tại là khi mà xăng dầu là đang giảm thì em thấy là mặt bằng chung thì mặt hàng sản phẩm là cũng là giảm theo. Và các cơ sở buôn bán thì họ có những cái chương trình khuyến mãi rất là ưu đãi với cùng một món tiền. Nhưng lúc trước khi xăng dầu tăng thì mình mua được ít hàng hóa, nhưng hiện tại thì mình có thể cùng với một số tiền đó nhưng mình có thể mua được nhiều hơn. Ngoài chương trình khuyến mại được thực hiện đều đặn 2 lần 1 tháng, đơn vị này cũng đã cùng với các nhà cung cấp lên kế hoạch về mặt bằng giá mới để hỗ trợ người tiêu dùng. Đặc biệt, các nhóm hàng nhãn riêng ngày càng trở nên phổ biến trong hệ thống siêu thị, thường có mức giá thấp hơn thị trường, là một giải pháp bình ổn giá của các siêu thị. Qua chương trình này thì chúng tôi cũng muốn là người tiêu dùng được tiếp cận với các mặt hàng nhu yếu phẩm có chất lượng cao và giá cả tốt. Thì đây cũng là một cách để mà kích thích tiêu dùng trong cái bối cảnh mà giá xăng đang giảm đáng kể hiện tại. Như vậy, sau nhiều lần giảm giá liên tiếp thì hiện nay giá xăng dầu đã đạt đến mức thấp nhất kể từ đầu năm đến nay, giúp kéo giảm đáng kể chi phí đầu vào cho sản xuất. Đây cũng là cơ sở để giá cả hàng hóa, rau quả, thực phẩm trên thị trường đã thiết lập mặt bằng giá mới thấp hơn so với trước đây, giúp người dân yên tâm hơn trong sinh hoạt chi tiêu.